Thưa quý vị và các bạn, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có văn bản số 444 gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4. Và đáng chú ý sẽ có 3 nhóm người được tiêm mũi vaccine mũi 4. Đó là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa cho đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp, Vắc-xin sử dụng là vaccine mRNA do hãng Pfizer hoặc là Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3. Về khoảng cách thì mũi 4 được tiêm ít nhất là cách 4 tháng sau mũi 3. Đối với người đã nhiễm COVID-19 sau tiêm mũi 3 thì phải trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Hội đồng, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4 gửi kế hoạch về cục trong ngày 30 tháng 4 để tổng hợp gửi Bộ Y tế.